Trà My, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Từ thị trấn Tiên Phước, vượt hơn 30 cây số đường đèo, cư dân Trà My Bắc bên bờ đập sông Chanh Hai, địa danh nổi tiếng với những địa chấn do sai sót trong tính toán của nhà máy thủy điện sông Chanh Hai. Trú ngụ nơi huyện Trà My Bắc này có hai cộng đoàn tín hữu Công giáo, Trà My khoảng 300 giáo dân, Trà Đông khoảng 100 giáo dân. Về phương diện giáo hội, Trà My Bắc và Trà Đông được kể như là những giáo họ thuộc giáo xứ Tiên Phước, một ngôi nhà thờ duy nhất tại thị trấn Tiên Phước. Ngoài Trà My Bắc, Trà My Nam cũng có một cộng đoàn tín hữu, nhưng cho đến nay, các linh mục mới chỉ được phép của nhà cầm quyền địa phương dâng lễ tại Trà My Bắc và Trà Đông mà thôi. Trà My Bắc năm nay đón các cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành và cha Giuse Đinh Hữu Thoại về dâng lễ đêm tại sân vườn nhà của một tín hữu. Kể từ khi được phép dâng lễ thường xuyên, giáo họ Trà My Bắc đã được che một mái tôn trên khu vực để bàn dâng lễ. Giữa cái lạnh của thời tiết núi rừng và mùa đông, một thánh lễ đầm ấm, đồng tế đêm mừng Chúa ra đời. Trước đó, một buổi diễn nguyện được thực hiện bởi các thiếu nhi và thiếu niên Trà My Bắc và dưới sự hướng dẫn của một tu sinh dòng Thánh Phaolô, tỉnh dòng Đà Nẵng. Nhóm thanh thiếu niên Công giáo của Bắc Trà My không đủ để thực hiện đêm diễn nguyện nên đã có sự tăng cường nhân sự từ những thanh thiếu niên ngoại giáo. Sự kiện này biến đêm mừng Chúa Giáng sinh trở thành đêm ngợi khen, tụng ca Thiên Chúa, cả lương và giáo. Ca đoàn với đủ mọi giọng, đủ mọi tuổi, đủ mọi trình độ, đủ mọi thành phần, phục vụ thánh lễ đêm, đúng với nghĩa đen của hai chữ hợp ca, chứ không phải đồng ca. Trong bài giảng, Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành chia sẻ. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong cộng đoàn rất quý mến. Bài tin mừng của chúng ta cho chúng ta một cái hình ảnh, hai cái hình ảnh trái ngược nhau. Hình ảnh thứ nhất là Hoàng đế Augusto, nổi cái danh xưng đã cho thấy quyền lực của Hoàng đế Augusto. Và để củng cố thêm cho cái quyền lực ấy thì tác giả Mắt Luca đã đưa thêm một nhân vật nữa, đó là Tổng Trấn. Và cái biến cố là những con người quyền lực đó chứng tỏ quyền lực của mình và thi hành quyền lực của mình bằng một cái lệnh kiểm tra dân số. Và có một cái chi tiết nhỏ nhưng mà không nhỏ một tí nào, đó là họ đã tiến hành một quyết định. Cái quyết định đó nó chi phối tất cả những người dân dưới quyền của họ, bất kể người đó ở trong một tình trạng như thế nào. Và Giuse Maria là một chi tiết cụ thể. Cái luật đó không ngoại trừ một người phụ nữ mang thai và đã đến ngày mãn nguyệt khai hoàn, vẫn phải di chuyển từ Galilee và với một cái con đường đi mà Kinh Thánh nói rằng 3 ngày đường mới tới nơi. Một người phụ nữ sắp sinh con vẫn phải thi hành một quyết định lạnh lùng và chứng tỏ quyền lực. Một hình ảnh thứ hai chúng ta thấy ngược hẳn với cái hình ảnh thứ nhất của những con người quyền lực, đó là một hài nhi sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Có lẽ có thể chúng ta đang sống trong cảnh không giàu có gì, và có thể có một số gia đình chúng ta cũng đang ở trong một cảnh nghèo khổ. Nhưng mà chắc chắn là không một trẻ sơ sinh nào được sinh ra bởi gia đình với anh chị em mà phải chịu một cái cảnh chỉ có một cái tã đặt nằm trong một cái máng của cái máng để mà để cỏ trong một cái hang ở ngoài đồng dành cho thú vật. Chắc chắn và đó là dấu hiệu của đấng thiên sai này: ta báo cho các ngươi một tin mừng, đấng cứu thế đã sinh ra, và dấu hiệu để nhận ra người đó là một hài nhi bọc tã nằm trong máng cỏ. Và chúng ta thấy xuyên suốt lịch sử của loài người, những người nắm quyền lực
vẫn không ngừng thi hành quyền lực của mình và thi hành quyền lực một cách lạnh lùng. Còn Thiên Chúa đấng toàn năng toàn thiện thì lại đến thăm chúng ta, cứu chúng ta, xuất hiện giữa chúng ta, ở giữa chúng ta bằng một thái độ khiêm nhường, khó nghèo, đơn sơ. Cái thái độ quyền lực, mê quyền lực, cái thái độ thi hành quyền lực nó nằm ở trong người của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta cũng muốn có quyền lực. Ai trong chúng ta không nhiều thì ít có cái đam mê quyền lực. Và ai trong chúng ta cũng muốn người khác ở dưới quyền mình. Nhưng mà tin mừng ngày hôm nay lại mời gọi chúng ta đi theo Chúa, trở nên những con người đơn sơ, những con người nghèo hèn, những con người khiêm tốn và những con người tràn ngập yêu thương. Cái lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Augusto đã làm cho bao nhiêu người khốn đốn, vất vả, mệt mỏi. Và có thể có những con người đã chết ở dọc đường bởi vì cũng không tìm được một quán trọ. Nhưng mà đấng cứu thế xuất hiện thì mang lại bình an, vui mừng, cho đến độ những người chăn chiên cảm thấy vui mừng và ca hát lên vinh danh Thiên Chúa trên trời cùng với các thiên thần, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin Đức Giêsu đấng cứu thế đêm nay chúng ta cử hành mầu nhiệm xuống thế làm người của Ngài. Ngài ban cho anh chị em và Ngài làm cho anh chị em được bình an, được tràn ngập yêu mến, và lòng của mỗi người chúng ta rộn rã niềm vui có Chúa ở với ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong đêm nay, sau khi chúng ta nghe bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và chúng ta sẽ được học tập để sống suốt 3 năm này cái chủ đề gia đình tôn giáo. Từ Chủ nhật thứ tư mùa vọng và lễ vọng chiều hôm nay, Hội Thánh cho chúng ta nghe những dòng chữ đầu tiên trong tin mừng của Mát-thêu, kể lại một câu chuyện mà anh chị em cũng đã thuộc lòng và biết hết. Đó là câu chuyện một người trinh nữ nhỏ bé, hiền hòa ở Nazareth đã từ bỏ tất cả những cái ước vọng, từ bỏ tất cả cái kế hoạch của mình để đón nhận một biến cố, đón nhận một quyết định của Thiên Chúa làm thay đổi hết cuộc đời của người con gái ấy. Đó là thụ thai và sinh đấng cứu thế. Đó là câu chuyện của một chàng trai trẻ đã đính hôn với người con gái ấy, nhưng bỗng dưng người con gái ấy mang thai và chàng không hề biết chuyện gì cả. Và trong cái nghịch cảnh đó, trong cái tình huống khó xử đó, chàng đã có những cái quyết định. Từ những cái ước mơ xây dựng gia đình của mình, chàng đã có những cái quyết định âm thầm bỏ đi. Nhưng rồi khi Thiên Chúa ngỏ lời đừng sợ, chàng nhận ra ý định của Thiên Chúa và chàng thay đổi cuộc đời của mình. Maria đã nói chuyện với sứ thần và nhận ra ý định của Thiên Chúa, chấp nhận thay đổi cuộc đời của mình. Giuse đã nói chuyện với sứ thần. Kinh Thánh nói sứ thần là một cái cách nói Thiên Chúa đến và nói một cách nào đó trong tâm hồn của họ. Giuse thay đổi chương trình của mình, thay đổi kế hoạch của mình, thay đổi ước mơ của mình. Và chắc chắn rằng, xin lỗi phải dùng chữ hai người bạn trẻ ấy, họ đã đính hôn với nhau mà, chắc chắn họ đã nói chuyện với nhau. Họ có cái cách nào đó họ nói chuyện với nhau và họ cùng nhau chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Và thế nào, anh chị em biết rồi, coi hai Thiên Chúa làm người, một gia đình thánh trở thành gương mẫu, trở thành mẫu mực cho mọi gia đình công giáo. Trong 3 năm để chúng ta sống cái linh đạo gia đình, tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em trong đêm nay như là một đêm khởi đầu của 3 năm ấy. Đó là xin mỗi người làm chồng, xin mỗi người làm vợ, xin những người làm cha làm mẹ, xin những ai đang làm con, chúng ta phải thực hiện cho bằng được hai cuộc đối thoại.
Cuộc đối thoại thứ nhất là đối thoại với Thiên Chúa để biết thánh ý của Ngài. Mỗi người chúng ta đều có những ước mơ, mỗi người chúng ta đều có những kế hoạch, mỗi người chúng ta đều có những cái chương trình của mình. Nhưng hãy đối thoại, hãy lắng nghe, hãy hỏi, hãy thưa chuyện với Thiên Chúa để biết Thiên Chúa muốn gì cho cuộc đời của mình. Và cuộc đối thoại như là Đức Maria đã đối thoại với sứ thần, như là Thánh Giuse đã đối thoại với sứ thần. Và cuộc đối thoại thứ hai là xin đối thoại với nhau, xin chồng xin vợ nói chuyện với nhau, xin cha xin mẹ nói chuyện với con cái, xin con cái nói chuyện với cha mẹ. Và để cái cuộc nói chuyện đó, để cái cuộc đối thoại đó, trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa thì chúng ta có khả năng khám phá ra ý định của Thiên Chúa, và chúng ta có khả năng để lãnh nhận ơn Chúa hầu thay đổi cuộc đời của mình, trở nên một gia đình thánh như gia đình thánh mà chúng ta bắt đầu chiêm ngưỡng từ đêm hôm nay. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em, xin kính chúc mỗi gia đình tại giáo họ này, giáo xứ này biết lắng nghe lời của Thiên Chúa, biết thân thưa với Thiên Chúa, biết lắng nghe nhau, biết nói chuyện với nhau, và biết chọn con đường đến với mọi người như Đức Giêsu đã chọn, con đường khiêm hạ, con đường đơn sơ, con đường khó nghèo, con đường gặp tràn yêu mến. Amen. Sự hiện diện của một linh mục đã lớn tuổi đến từ Sài Gòn, khi còn tại chức, cha đã đứng ra ký hợp đồng với Tòa Giám mục Đà Nẵng đảm nhận giáo xứ Tiên Phước, trong đó có giáo họ Trà My Bắc, trong khu vực truyền giáo Trà My Bắc, Trà My Nam. 7 năm rồi, cha hằng trăn trở với công việc loan báo tin mừng tại vùng núi rừng này, nhưng cũng ước ao cho các cộng đoàn tín hữu tại nơi đây có một sự ổn định về tổ chức. Cha bày tỏ nỗi vui mừng khi lần đầu tiên được dâng lễ nửa đêm đón mừng Chúa Giáng sinh với giáo họ Trà My Bắc. Những lời chia sẻ chân tình, ấm áp đầy yêu thương đã có một sức lan tỏa mãnh liệt cho những người tham dự thánh lễ đêm ấy. Đến độ sáng sớm hôm sau, vì e ngại sức khỏe không cho phép, cha Giuse Đinh Hữu Thoại đã sắp đặt cha Vinson nghỉ ngơi để một mình cha Giuse đi dâng lễ sáng. Nhưng nhóm tín hữu Trà Đông tham dự lễ đêm tại Trà My Bắc đã khẩn khoản xin cha Vinson dâng lễ sáng ngày 25 tháng 12 tại giáo họ Trà Đông, cách Trà My Bắc hơn 15 cây số. Trà Đông vào sáng ngày 25 tháng 12, trong nắng sớm của núi rừng, thánh lễ được cử hành tại sân một nhà tín hữu thật ấm cúng và yêu thương. Anh chị em tín hữu Trà Đông hết sức vui mừng vì hồng ân lớn lao này. Một số tín hữu Trà My cũng kéo nhau đến để hiệp dâng thánh lễ với Trà Đông, chia sẻ với Trà Đông cái nắng ấm áp của ngày đông, được ánh sáng mặt trời công chính chiếu rọi. Chúa ra đời làm người, viếng thăm dân người, ước mong sự hiện diện của các mục tử, những mục tử trăn trở yêu thương đàn chiên tất bật, bơ vơ miền núi rừng, sẽ làm cho niềm tin của đàn chiên ấy mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và có sức lan tỏa hơn. Trà My hứa hẹn sự triển nở của một giáo hội.